sởi là bệnh truyền nhiễm cấp tính do virus sởi gây ra và là một trong các nguyên nhân gây tử vong hàng đầu ở trẻ em. Theo ước tính của Tổ chức Y tế Thế giới, năm 2016 có gần 90.000 trường hợp tử vong do sởi, hầu hết xảy ra ở trẻ dưới 5 tuổi. Gần đây, Tổ chức Y tế Thế giới cũng đưa ra cảnh báo về việc tăng số ca mắc sởi, rubella và nguy cơ bùng phát sởi ở nhiều quốc gia trên toàn thế giới. Tại khu vực châu Âu, số ca mắc bệnh trong năm 2023 là 300.000 ca, tăng hơn 30 lần so với năm 2022. Các chuyên gia cảnh báo 2024 là năm dịch sởi có nguy cơ bùng phát theo chu kỳ 4-5 năm một lần, cần tiêm bù, tiêm vét cho số trẻ chưa được tiêm vaccine. Hai chu kỳ gần nhất là 2019 và 2014, cả nước đều ghi nhận số ca mắc sởi tăng cao. Riêng năm 2014, có hơn 110 trẻ tử vong. Đặc biệt, thai phụ mắc sởi và rubella ngoài gặp biến chứng có thể tăng nguy cơ thai nhi dị tật, sảy thai và sinh non. Theo Cục Y tế Dự phòng, đến nay, cả nước ghi nhận 203 ca mắc sốt phát ban nghi sởi, không có trường hợp tử vong. Số mắc tăng 2,7 lần so với cùng kỳ năm 2023. Tại Việt Nam, thống kê từ chương trình tiêm chủng mở rộng cho thấy tỷ lệ tiêm chủng vaccine trong năm 2023 thấp hơn so với những năm 2017-2019. Theo các chuyên gia, những người có nguy cơ cao mắc bệnh sởi nên tiêm phòng sởi đầy đủ, đặc biệt là trẻ chưa được tiêm vaccine, thanh thiếu niên, người trưởng thành chưa từng mắc bệnh sởi hoặc chưa tiêm vaccine trước đây, người lớn tuổi có bệnh nền mãn tính như tim mạch, cao huyết áp, phổi, đái tháo đường, phụ nữ chuẩn bị có thai nhằm bảo vệ tốt nhất cho bản thân và gia đình. Sởi là một bệnh truyền nhiễm cấp tính do virus sởi tên là Measles virus thuộc họ Paramyxopyridae. Thì virus này có thể gây ra các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm và tấn công đặc biệt là ở nhóm đối tượng trẻ em, đặc biệt là trẻ em dưới 5 tuổi. Sởi không chỉ nguy hiểm bởi vì cái mức độ lây nhiễm của nó mà nó còn gây ra những cái biến chứng nguy hiểm là viêm phổi hay là trẻ nhỏ hơn là viêm tiểu phế quản phổi. Đây là biến chứng có thể gây ra viêm phổi kéo dài, đồng thời có thể gây suy hô hấp dẫn tới tử vong, có thể gây ra viêm não, viêm màng não, đồng thời cũng có thể gây ra viêm tủy sống cấp tính, có thể gây ra viêm kết mạc hoặc gây ra viêm loét giác mạc dẫn tới mù lòa. Khi mà người phụ nữ mang thai mắc sởi thì người này có thể gặp phải các biến chứng cho cả mẹ lẫn thai nhi, gây ra tình trạng là sảy thai nè, dạ sinh non nè, hay là các dị tật bào thai, hoặc cũng có một số trường hợp có thể gây ra thai chết luôn. Sởi vốn là bệnh lành tính, nhưng nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời, trẻ em phải đối mặt với nhiều biến chứng đặc biệt nguy hiểm như viêm não, viêm thanh quản, viêm phế quản, viêm tai, viêm phổi, thậm chí là tử vong. Vì vậy, tiêm vaccine phòng ngừa bệnh sởi là biện pháp an toàn và hiệu quả giúp trẻ phòng tránh được bệnh sởi cũng như hạn chế gặp các biến chứng nguy hiểm và tử vong. Nhằm đáp ứng nhu cầu tiêm vaccine phòng bệnh cho cả trẻ em và người lớn, hệ thống trung tâm tiêm chủng VNVC với hàng trăm trung tâm khang trang, hiện đại trải rộng khắp cả nước, đảm bảo cung cấp đầy đủ các loại vaccine chính hãng, chất lượng cao, bảo quản trong kho lạnh đạt tiêu chuẩn quốc tế, giúp người dân được tận hưởng dịch vụ tiêm chủng an toàn, uy tín. Hiện nay, có 4 loại vaccine phòng bệnh sởi như vaccine của Việt Nam phòng ngừa bệnh sởi, vaccine của Bỉ phòng bệnh sởi quai bị rubella, vaccine của Ấn Độ phòng bệnh sởi quai bị rubella, vaccine của Mỹ phòng bệnh sởi quai bị rubella. Vaccine sởi có hiệu quả phòng bệnh đến 98%. Trẻ em từ 9 tháng tuổi và người lớn, đặc biệt phụ nữ trước mang thai, cần tiêm vaccine sởi để phòng bệnh và truyền kháng thể bảo vệ bé đầu đời. Ngoài ra, hệ thống trung tâm tiêm chủng có hơn 50 loại vaccine phòng hơn 40 bệnh truyền nhiễm nguy hiểm khác được các tổ chức y tế uy tín trên thế giới khuyến cáo cần tiêm cho mọi lứa tuổi như vaccine 5-1, vaccine 6-1, vaccine cúm mùa, vaccine phòng các bệnh do phế cầu khuẩn, vaccine viêm màng não do não mô cầu khuẩn, vaccine phòng bệnh thủy đậu, vaccine phòng bệnh bạch hầu, ho gà, uốn ván, đáp ứng tốt cho nhu cầu tiêm chủng phòng bệnh, nâng cao sức khỏe cho hàng chục triệu gia đình Việt.